Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Five Pack TV. Và ngày hôm nay, tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Mặc dù trận đấu chưa được diễn ra, nhưng pháo sáng đã được đốt trên khán đài A của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Chuyền bóng tốt. Phạm lỗi. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Chiếc bóng vào trong. Phát dứt điểm không tốt. Cặp bóng rất dễ dàng. Cơ hội. Wow! Đó là câu trả lời đánh thép, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến. Sau rất nhiều những cố gắng thì họ đã có được thứ mà mình muốn. Đó là một pha tấn công rất mẫu mực. Những pha tấn công rất sắc nét. Và mặc dù được bọc lót với số đồng nhưng họ vẫn không thể giữ được mảnh lưới. Bàn thắng sớm có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Với những bản hợp đồng đắt giá và chất lượng thì có lẽ mùa giải năm nay đội chủ nhà sẽ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Khoảng trống. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Cú sút phạt không tốt. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Rất đáng tiếc, một nỗ lực cũng có thể nói là rất đáng khen ngợi. Một cú sút. Thủ môn đã rất xuất sắc trong tình huống vừa rồi.
một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ. Tình huống dứt điểm ban đầu là quá tuyệt vời, chọn vị trí rất tốt và cú dứt điểm cũng là rất hoàn hảo. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Như vậy là cả hai đội sẽ phải làm lại từ đầu. Về cơ bản thì ngày hôm nay cả hai đội đều lựa chọn lối chơi phối hợp bóng ngắn kết hợp với việc di chuyển linh hoạt ở tuyến giữa để tạo sức ép lên đối phương. Một đường chuyền bóng dài. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Cầu thủ này đã có cơ hội rất tốt để san bằng cách biệt, nhưng đáng tiếc lại không thành công. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. Chuyền bóng tốt. Pha bỏ bóng là rất nguy hiểm. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Chuyền vào trong. Rút xa. Tình huống được dàn xếp rất hay. Rất gọn gàng và chính xác. Mặc dù sở hữu khá nhiều những cầu thủ chất lượng nơi tuyến phòng ngự, nhưng họ vẫn để lộ những khe hở chết người. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Fightback để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số là 2-1. 3 bàn thắng được ghi trong vòng 45 phút đã cho thấy được sự hấp dẫn của trận đấu này. Và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có thêm những bàn thắng nữa ở hiệp thi đấu thứ hai. Rất tốt. Phạm lỗi. Một thẻ vàng. Không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Rất nhịp nhàng.
dứt điểm đi. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Đó là tình huống tấn công rất nguy hiểm và chỉ một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng. Họ đang cho thấy được sức mạnh của mình. Chuyền vào. Cần chơi tập trung hơn. Cứ đá như thế này thì sớm muộn họ sẽ có được bàn thắng. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Các cầu thủ đang tỏ ra rất kinh nghiệm. Một cú sút. Không vào. Tình huống mà hậu vệ gần như đã đứng chôn chân khi mà họ không thể theo sát đối phương. Đó là một tình huống có thể nói là làm thức tỉnh hàng phòng ngự đang chơi như mê ngủ. Rất tốt. Đường chuyền chuẩn xác. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Với vị trí như thế này thì nhiều khả năng sẽ là một quả treo bóng vào vòng cấm. Và những cầu thủ có thể hình và sức dướn sẽ gây không ít khó khăn cho thủ môn. Nguy hiểm! Không được rồi. Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ một số cầu thủ trên sân đang có dấu hiệu xuống sức. Huấn luyện viên nên đưa ra những sự thay đổi để gia tăng thế trận. Rất tốt. Cơ hội để phản công. Phối hợp khá đơn giản. Một pha phạm lỗi. Một pha phạm lỗi. Chuyền vào trong. Đánh đầu. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Như vậy là lưới đã rung lên. Hàng công đang thi đấu rất tốt. Một bàn thắng rất đẹp. Và dứt điểm là rất gọn gàng. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt.
Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, hồi hộp đến từng khoảnh khắc. Với bộ luật công bằng tài chính của UEFA thì các câu lạc bộ lớn không có nhiều sự lựa chọn cho lứa tuổi cầu thủ trên 30. Đây thực sự là một hệ quả đáng buồn cho những cầu thủ đã lớn tuổi. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó. Giữ bóng rất tốt. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Flashback để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và anh Trọng.